Vừa qua tại Hà Nội, Công đoàn Công thương Việt Nam đã tổ chức hội nghị tuyên dương các điển hình tiên tiến công nhân viên chức lao động ngành công thương giai đoạn 2020-2025, tuyên dương 30 tập thể và 130 cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020. Trong 5 năm, toàn ngành có 780 cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng lao động sáng tạo, 7 công nhân nhận giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 2, 35 công nhân lao động được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và 3 công nhân lao động trực tiếp được Chủ tịch nước tặng huân chương lao động hạng 3. Những con số này đã khẳng định sự thành công của phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, thực sự trở thành điểm sáng của các đơn vị trong ngành công thương Việt Nam. Hội nghị lần này có nhiệm vụ tổng kết đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế trong công tác chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong công nhân viên chức lao động giai đoạn 2015-2020 và rút ra bài học kinh nghiệm để tổ chức phát động thi đua giai đoạn 2020-2025 đạt kết quả cao hơn. Hội nghị cũng là dịp để gặp gỡ, giao lưu những điển hình tiên tiến với nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo và công tác khen thưởng tại đơn vị cơ sở.